Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammasavanakalo ayam padanta. Dạ, sở dĩ mà chọn cái đề tài này đó thì cũng là vì Nhân có đọc ở những cái bài viết của quý ngài, người Pháp thấy quý ngài mà hòa thượng mà người Sri Lanka, những ngài mà khi mà đi làm hoặc đi công tác hoằng pháp ở những nước ngoài đó, thì quý ngài thường viết những cái cuốn sách, những cái vấn đề có cái đề tài rất là thiết thực, như là ngài hòa thượng Narada, hay là ngài hòa thượng Dhammananda, rồi ngài hòa thượng Sivananda, vân vân. Thì những cái ngài mà viết, ngài viết đó, bởi vì quý ngài khi mà đi làm Phật sự, đi đi làm những cái công tác truyền đạo ở nước ngoài, thì phải gặp rất là nhiều Phật tử bị người ta đặt ra những cái vấn đề, mà cái vấn đề ở đây không phải là cái thuần túy kinh điển nữa, mà phải là những cái vấn đề trong cái đời sống hàng ngày. Nếu như mà quý vị đọc sách của ngài Dhammananda, ngài là một vị đứng đầu của chư tăng Phật giáo Tích Lan ở bên Malaysia, thì quý vị thấy rằng cái cách mà đề cập vấn đề, cách viết sách của ngài đó, thì những cái vấn đề rất là thực tế, như là ngài viết về hôn nhân và gia đình, về giáo dục trẻ em, về tệ nạn xã hội, về nạn nghiện thuốc, nghiện rượu, rồi những cái bệnh xã hội như bệnh AIDS, vân vân. Phật giáo đó mà đi vào đời sống thì cái quan trọng là làm sao mà Phật giáo không còn là những cái gì mà ở trong sách vở nữa, mà phải là những cái thứ mà phải làm nó được trình bày, và được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu, và làm sao để người ta có thể áp dụng vào trong đời sống để có thể giải quyết những cái vấn đề của người ta. Dạ, thành ra là những cái đề tài liệu pháp sẽ, đó là cái lý do mà và trong ngài hòa thượng Narada cũng như vậy. Thì khi mà ngài ngài cũng viết rất là nhiều sách, chẳng hạn như quý vị thấy cái cuốn mà Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada đó, là ngài tóm tắt lại những cái giáo lý tinh yếu của đạo Phật, để cho mình, mặc dù mình không có thời giờ đọc hết Tam Tạng Pali, thì đọc qua cái cuốn sách Đức Phật và Phật Pháp của ngài thì mình vẫn nắm được những cái vấn đề mà chủ yếu mà Đức Phật đã dạy. Hay là ngài Gopala Rahula trong cái cuốn mà Con đường thoát khổ đó, là dịch mà Ni sư Trì Hải dịch từ cuốn What the Buddha Taught, thì trong cuốn sách này đó cũng như vậy, giải thích tự diệu đệ thôi, nhưng mà một cái cách giải thích đề cập của ngài đó thì nó bao gồm rất là nhiều vấn đề và giải thích rất là sâu. Thì cái đề tài hôm nay đó, những vấn đề của kiếp nhân sinh đó, thì thường thường quý vị biết rằng khi mà kiếp nhân sinh là tức là nó khi suy nghĩ về một cái đời sống con người đó, thì người ta hay có những cái vấn đề gì? Thường thường á, đầu tiên là người ta hay đặt cái vấn đề mình là ai, con người là ai, từ đâu mà mình đi đến đây, rồi chết rồi mình đi về đâu, và tại sao mình lại sinh ra, rồi mục tiêu của cái đời sống này là gì. Thì đó, đây là những cái vấn đề, rồi làm sao mà mình sống để có được hạnh phúc, rồi cái đời sống này. Có nhiều người khi mà mình không hiểu ra được những cái vấn đề này đó, thì mình cứ thấy mơ mơ mịt mịt, mình cứ sống cho ra, sống cho qua ngày qua tháng mà thôi. Còn cũng ngược lại đó, có người cứ mãi tìm tòi về những cái điều này đó, thì cứ không cứ tập trung mà suy nghĩ đó, thành ra những cái trở thành những cái triết gia, nêu lên những cái học thuyết. Nhưng mà mình thấy rằng một vì là con người là rất là nhiều căn cơ trình độ khác nhau, sinh ra từ nhiều cái thời điểm, nhiều cái địa phương khác nhau, cho nên cái câu trả lời nó cũng rất là khác nhau. Chẳng hạn như họ đâu có hỏi đầu tiên mà nói con người là ai đó, thì bây giờ cũng có rất là nhiều cái cách trả lời. Người nói rằng con người là sản phẩm của Thượng Đế, bởi vì người ta nghĩ rằng con người á là một cái gì, con người hoặc là những cái thứ, một cái những, tất cả những cái sinh vật trên thiên nhiên này đó, người ta thấy rất là quá mầu nhiệm đi, bởi vì máy móc cũng không thể làm ra được là con người mà đúng như là con người.
hay là tất cả những cái gì á mà của thiên nhiên người ta thấy rằng là nó có một cái gì đó mầu nhiệm và bí ẩn, mà con người á cũng mà hình như những cái bầu mầu nhiệm bí ẩn này nó vượt ra khỏi cái tầm mức của con người rồi, cho nên nó phải thuộc một cái gì siêu nhiên hơn, cao cả hơn, thì đó chính là cái thượng đế. Nhưng mà nếu như mình tuân từ, mình khảo sát, mình xem xét một cái bản thân mình đó, thì mình thấy rằng trong trong mỗi con người đó thì có hai phần rất là rõ, đó là cái phần vật chất và phần tinh thần. Phần vật chất thì trong trong Phật giáo thì hay gọi là sắc, và phần tinh thần đó thì gọi là danh. Cho nên có khi quý vị hay nghe cái từ danh sắc, thì có vì nghe quý vị mà nghe danh sắc á, mà khi mà không quen với từ Phật học á, thì mình thấy rằng danh là tên, còn sắc là sắc đẹp. Về tên và sắc đẹp là sao, lỡ có người họ không có sắc đẹp thì sao? Thật ra đó, cái nghĩa của chữ danh sắc mà trong trong Phật giáo đó thì nó rất là khác với cái nghĩa danh sắc trong cái đời sống hàng ngày. Chữ danh là tên gọi, nhưng mà chữ danh ở đây nó còn có nghĩa là cái phần tinh thần, hay là phần gọi là tâm. Mà vì sao mà danh là tâm, tâm hay là tinh thần là được gọi là danh, là bởi vì nó không có cái hình dáng, mình không có thấy tâm ở đâu, mình không thể cầm cái tâm ra để mình cân nó nặng bao nhiêu, để mình coi nó màu sắc gì. Nhưng mà mình biết rằng vẫn có tâm ở đó, bởi vì cái tâm của mình nó ghi nhận đối tượng, nó khiến cho mình thấy, nghe, mình có thể phân biệt, so sánh. Mình cái tâm đó còn có vui buồn, có thương ghét, cho nên chắc chắn là có. Nhưng mà vì nó không có tên gọi, nó không có hình dáng, mà mình chỉ cảm nhận được, cho nên mình đặt cái tên để gọi nó mà thôi, cho nên gọi đó là danh. Còn sắc á, cái chữ sắc này thì nó rất là khác với cái chữ sắc mà mình thường hiểu. Chữ sắc á, mà mình thường hiểu đó, thì mình hay nghĩ rằng sắc là màu sắc. Ví dụ như quý vị thấy nó là cái này đẹp quá, thì cái màu sắc đó đó nó cũng cái chữ sắc đó thì nó cái nghĩa nó rất là hẹp. Còn cái chữ sắc á, mà trong có khi mình nghĩ là chữ sắc á, nó có là hình sắc, tức là cái ví dụ như là mắt, sắc là đối tượng của mắt, thì cái sắc đó nó phải có một cái hình dạng này, phải có màu sắc này, phải có một cái kích thước lớn nhỏ, thì cái sắc đó đó nó cũng chỉ là một phần của cái chữ sắc trong danh sắc mà thôi. Cho nên cái chữ sắc mà trong danh sắc á, tiếng Pali thì gọi là rupa. Thì chữ rupa này đó nó đi ra từ cái động từ rupati, có nghĩa là hoại diệt. Tức là thường thường á, thì người ta định nghĩa sắc á, sắc á là những gồm bao gồm những cái năng lực và những cái tính chất mà nó ở trong cái trạng thái luôn luôn biến chuyển, hoại diệt và không bao giờ tồn tại, nó giống hệt nhau trong trong những cái khoảnh khắc kế tiếp nhau. Cho nên như vậy quý vị thấy rằng sắc là cái, nó có cái tính chất hoại diệt, mà mình nhìn vào mình thấy ủa sao mình thấy hoại diệt nữa, mình thấy ngày hôm qua mình vẫn có cái bàn tay như vậy, mà mình nhìn đưa bàn tay lên mình thấy cũng có chỉ tay như vậy, rồi ngày hôm nay mình nhìn mình cũng thấy bàn tay có chỉ tay như vậy, mà vì sao lại có cái sự hủy diệt được? Thật sự ra đó là cái sự hoại sắc đó, nó nhanh quá và nó tinh tế quá, cho nên mình không có nhận ra. Và chỉ khi nào đó mà nó biến đổi của một cái bên ngoài nó biến đổi nhiều đó, khi đó mình mới nhận ra. Chứ nếu như mà các nhà khoa học đó, thì người ta sẽ nhận thấy rằng ngay trong mỗi sát na thì các cái tế bào trong cái cơ thể mình đó, là mỗi tế bào nó sinh nó diệt, và tế bào này chết đi thì tế bào khác sinh lên. Thành ra sắc ở đây đó, tức là những cái yếu tố vật chất, những yếu tố vật chất để tạo nên một cái thân thể của con người. Và ở bên ngoài đó thì sắc á, thì quý vị thấy đang sắc thế giới vật chất ở bên ngoài đó thì nó tồn tại với rất là nhiều hình thức, nhưng mà phân tích sâu hơn đó thì sắc thì gồm có hai phần, tức là tử đài và tử đài sở sanh. Mà vì sao gọi là tử đài á, chữ đài có nghĩa là lớn, tiếng Pali gọi là Maha Bhuta. Sở dĩ gọi là đài là bởi vì nó tồn tại ở khắp nơi. Chữ đài là nó lớn, nó bao trùm, nó phủ tất cả. Mà cái đài này đó, sở dĩ gọi là đài là bởi vì đất, nước, lửa, gió đó, nó hiện diện ở khắp nơi trong cái vũ trụ này. Quý vị thấy rằng ngay trong người một lít nước đó, mình nói rằng trong lít nước này á, là nước thôi, chứ còn không có đất, không có lửa hay không có gió thì cái đó không phải. Ngay trong một giọt nước á, cũng có đất, nước, lửa, gió.
mà ngay trong một hạt bụi đó cũng có đất nước lửa gió, mà ngay trong cái cơn gió thổi qua đó mình cũng cảm thấy có đất nước lửa gió. Thành ra cái đất nước lửa gió này nếu như mình hiểu theo cái nghĩa mà đúng chính xác đó, thì đất không phải là cái cục đất mà mình cầm lên, mà đất đó, nó là một cái tính chất. Tính chất của đất đó là cái tính chất trương độ của một vật, tính chất cứng hay mềm. Ví dụ như ha, ví dụ như khi mà một cái bàn đó, thì bây giờ là đất của cái bàn là gì, tức là yếu tố đất của cái bàn là gì, tức là đầu tiên hết á, cái bàn nó chiếm một cái diện tích, một cái khoảng không gian. Quý vị thấy rằng mình để cái bàn tự nhiên là chặt chỗ mình không thể để được cái khác vô nữa, thì cái tính trương độ, cái tính chiếm chỗ của cái bàn á thì gọi là cái tính đất của bàn, hoặc á là cái tính cứng mềm. Ví dụ như khi mình đụng vào cái bàn đó, mình gõ gõ đó, mình cố gắng mình gõ một cái thì mình thấy cứng, thì cái tính cứng này của đất á, tính đực cứng của cái bàn á thì gọi là tính đất của cái bàn. Ngược lại đó, có cái bàn người ta làm bằng có cái giường đó, mình đụng vào cái giường mà trên giường có nệm đó, đụng vào thì mình không thể cứng mà thể mềm, mình rơ vào mình thấy mềm mềm nhũn nhũn, thì cái này cũng là cái tính đất, mà như vậy không phải cứng mà là mềm. Thành ra cái tính chất cứng hay mềm á cũng là cái biểu hiện của đất. Rồi có khi nó biểu hiện nó trơn hay nhám, chẳng hạn như có khi mình sờ vào cái bàn mà người ta đã bào kỹ rồi đó, thì mình sờ vào mình thấy nó trơn trơn. Nhưng mà nếu như cái bàn này là người ta không có bào gì cả, người ta chỉ mình gỗ người ta để lên thôi, mình sờ vào mình thấy nhám nhám, thì như vậy đó là cái tính đất. Thành ra cái gì đó mà mình sờ vào mình cảm nhận được cái tính đất, tính nóng lành, xin lỗi, tính cứng mềm hay tính trương độ hay tính trơn nhám vân vân của đất đó, của một vật thể đó, thì cái đó gọi là tính tính đất của một cái vật chất. Thành ra cái đây là, mình đừng có hiểu rằng đất á phải chỉ là cục đất mà thôi à, nhưng mà đất ở đây đó là nó là cái nguyên tố, là cái tính trương độ. Cái trương độ ở đây tức là cái nó kiếm nó một cái tính chất mà nó chiếm một cái khoảng không gian. Rồi ví dụ như bây giờ ngọn lửa ha, mình đốt một ngọn lửa lên, thì trong ngọn lửa đó có đất không? Thì chính khi mà mình thấy rằng khi mà một ngọn lửa mà nó bật lên như vậy đó, thì nó có một cái hình dạng màu đỏ nó hiện lên như vậy đó, và mình không thể đứng gần đó được, vì mình nhảy vào đó đó thì mình bị rất là nóng. Thì cái tính mà chiếm một chỗ ở trong không gian đó đó, thì tính đó là tính đất của lửa à. Và bây giờ lửa nó cứng hay mềm, mình sờ vào đó mình thấy lửa cứng hay mềm thì chắc chắn nó là mềm, thì đó cũng là cái tính đất của lửa. Thì như vậy đó, mình phải biết rằng cái yếu tố đất là cái tính duỗi ra hay là co vào, tức là cái tính trương độ, hay là cái tính cứng hay tính mềm của một vật thể, thì đó là gọi là tính đất. Rồi bắt đầu nói tính nước. Tính nước không phải là cái giọt nước mà gọi là tính nước, mà tính nước ở đây đó tức là cái nguyên tố nó có cái đặc tính kết hợp và làm dính liền. Mình thấy rằng có một cái ví dụ mà có thể dễ hiểu cái tính nước ở đây đó. Ví dụ như quý vị thấy khi mình nhồi bột mì không? Khi mình nhồi bột mì đó, thì trước khi mình nhồi thì những cái hạt bột đó, nó rơi rạc nhau, nó không có dính nhau. Nhưng mà mình chỉ cần cho một cái cá nước, mình đổ nước vào đó, thì khi có nước vào thì các cái hạt bột mà nó lẻ tẻ, nó rơi rạc đó, bây giờ nó trở thành, nó dính kết lại với nhau thành một cục bột, và mình càng nhồi dồi đó thì nó càng dẻo. Thì như vậy cái yếu tố mà nó kết hợp những cái vật thể rơi rạc lại với nhau đó, khi mà nó kết dính, nó kết liền lại như vậy được á, thì nó đó là yếu tố nước. Cho nên mình thấy tay chân của mình nó cỡ trở thành cái hình dạng được, mình nhìn vào mình thấy có hình dạng con người, hình dạng cái đầu, hình dạng bàn tay, hình dạng cái chân, hình dạng con mắt. Thì tất cả những cái gì mà nó có một cái hình dạng cụ thể như vậy, có sự kết hợp như vậy thôi, nó cũng có nhờ cái yếu tố nước bên trong. Còn nếu như không có nước á, thì cứ các cái vật thể nó cứ rơi rạc nhau, nó thành một cái đống như vậy, cái nào cũng là một đống mà thôi. Thành ra cái yếu tố nước ở đây đó là yếu tố kết hợp lại, làm dính liền với nhau. Thì trong nước cũng có nước không? Mà trong nước cũng có đất. Bởi vì đặc tính nước của nước là sao? Là bởi vì nước trở thành một dòng, mình để trong ly mình hợp thành kết lại thành một cái nón rơi rạc, thì cái tính mà kết khối lại với nhau như vậy, kết dính lại với nhau như vậy đó,
nó làm cho các cái giọt nước nhỏ nó kết hợp nhau thành một cái ly nước á, thì cái đó là tính kết dính. Và khi nó kết hợp lại rồi đó thì nó chiếm một cái thể tích mấy mét khối đó ha, có cái 3 mét khối, 5 mét khối đó, thì cái thể tích nó chiếm chính là cái tính đất của nước. Rồi bây giờ như vậy là quý vị hiểu hai cái tính, tính đất á, là cái tính tính cứng mềm hay là tính trương độ, trong khi tính nước á, là cái tính kết hợp và làm dính liền. Rồi đến tính lửa tức là cái đặc nguyên tố mà nó có đặc tính nóng nóng hay lạnh, tức là nói lên cái nhiệt độ của một một cái vật chất, thì bất cứ cái vật chất nào nó cũng có cái nhiệt độ cả. Ví dụ như khi mình sờ vào nước đá mình thấy lạnh á, thì đó cũng đấy là tính lửa, cái tính lửa của nước. Rồi khi mình rơ vào nước nước nóng đó mình thấy nóng thì cũng là tính lửa, chứ không phải tính lửa phải là nóng mà thôi, nhưng mà tính lửa tức là cái nhiệt độ nóng hay lạnh, cái biểu hiện cái nguyên tố mà nó quyết định cái sự nóng hay lạnh, cái nhiệt độ của một vật thể, thì cái đó gọi là tính lửa. Và cuối cùng á, cái tính gió tức là cái nguyên tố nó có cái đặc tính di động. Thành ra trong một nó có khi nào mà một tất cả các cái vật thể ở trên đời này mà nó có được cái sự chuyển động á, đó là do cái nguyên tố gió. Nếu như mà không có cái nguyên tố gió đó thì tất cả vật thể nó đứng yên một chỗ, không có cái sự, không thể có một cái sự di động được. Nhưng mà mình thấy rằng cái cuộc sống này á, nó luôn luôn di động á, thì cũng nhờ cái yếu tố gió. Chẳng hạn như mình đưa tay giơ chân á, là nhờ cái yếu tố gió. Thành ra yếu tố gió không phải là cái ngọn gió bên ngoài, mà cái yếu tố di động, có thể yếu tố di động làm cho vật từ tay có thể duỗi từ dưới lên, hoặc là hơi không khí nó chuyển từ bên này qua bên kia làm thành gió, thành thành những cái áp suất, những cái áp thấp nhiệt đới vân vân, mình hay nghe vậy đó. Thì cái di động á, cái di động như vậy, hoặc là khi trong cái hơi thở của mình á, mình thấy rằng phải có hơi thở đưa từ dưới lên trên, rồi đưa từ trên xuống dưới, rồi máu của mình nó di chuyển từ tim đưa ra các cái động mạch, đưa tới các cái cơ quan ở trong cơ thể. Thì như vậy cái, những cái sự di chuyển đó đó cũng là cái biểu hiện của cái nguyên tố gió. Thì bốn cái năng lực này đó nó rất là hùng mạnh và nó tương quan mật thiết với nhau, không thể tách lìa nhau. Quý vị thấy rằng đó, là trong một cái vật thể, một cái sắc pháp nào nó cũng có đủ bốn cái yếu tố này, mình không thể tách nó ra. Không không ai có thể tách đất ra khỏi lửa, mà lửa ra khỏi nước, nước ra khỏi gió trong một cái vật thể cả, bởi vì đây là những cái yếu tố nó cùng kết hợp với nhau để tạo nên một cái vật thể, tạo nên cái sắc pháp. Tuy nhiên đó, trong một vật thể thì mình thấy rằng có khi cái thành phần này nó trội hơn cái thành phần kia. Chẳng hạn như mà trong đất á, thì mình thấy cái nguyên tố đất nó trội hơn ba cái nguyên tố kia, mà trong nước á, thì nguyên tố nước nó trội hơn, mà trong lửa thì nguyên tố lửa nó trội hơn, và trong gió thì nguyên tố gió nó trội hơn. Nhưng mà không phải là trong trong mỗi cái như vậy thì nó không có cái sự hiện diện của ba cái kia. Thành ra bốn cái yếu tố này đó, đất nước lửa gió, hay là tính trương độ, tính kết dính, tính nóng lạnh và tính chuyển động, là bốn cái yếu tố này là gọi là tứ đại, vì nó có mặt ở khắp nơi, nó hiện hữu ở khắp nơi để hình thành nên các cái vật thể ở trong cái vũ trụ này. Vậy thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề đó, con người là ai đó, thì mình thấy rằng theo các cái nhà sinh vật học đó ha, thì khi mà bà mẹ mà thọ thai đó, thì mình khi mà mình bắt đầu thọ thai trong lòng mẹ thì mình chỉ thừa hưởng nơi cha mẹ, nơi cha với nơi mẹ là một cái tế bào rất là vi tế. Nếu như mình đọc đọc trong sách khoa học đó thì người ta nói rằng á, một cái tế bào mà đầu tiên khi mà một cái thai bào hình thành đó, thì cái cỡ kích thước của nó, quý vị biết là nó chỉ là đường kính á, nó chỉ là 1/30 triệu của 1 inch. 1 inch tức là 1 phân của anh đó ha, 1 inch là tức là 2,5 cm đó, và 1/30 triệu của 1 inch thôi thì đủ biết nó nhỏ cực kỳ. Thành ra đó và cái tế bào này đó, đầu tiên là nó là cái sự kết hợp của cái trứng của mẹ cộng với tinh trùng của người cha, và nó trở thành một cái tế bào bắt đầu một cái sự sống mới. Và người ta cũng nói rằng đó, trong vòng 9 tháng thôi mà cái độ nhỏ cực nhỏ này đó thì nó trở thành một khối sinh vật á, nó lớn bao nhiêu, lớn hơn 15.000 triệu lần lúc ban sơ. Tức là từ khi mà mình cái thai này mà thò thai mà cho đến khi mà trong 9 tháng ở trong bụng mẹ đó,
thì nó lớn lên 15.000 triệu lần. Đây là cái những cái dự kiện mà được được trích từ trong cái cuốn Life Unfolding của Sir Charles Sheridan. Thì quý vị thấy rằng cái ban đầu của mình nó con người từ đâu, con người là gì đó, ban đầu nó chỉ nhỏ xíu vậy thôi. Và rồi thì là vay mượn. Mình thấy rằng á, mình hay nói rằng đây là thân thể của tôi, đây là mắt của tôi, đây là tóc của tôi, cái gì mình cũng cho là của tôi hết á. Nhưng mà xét cho cùng đó, mình vay mượn của cha, mình vay mượn của mẹ, mình vay mượn của thiên nhiên, tức là nhờ mẹ mình ăn uống vào trở thành những cái dưỡng chất nuôi cái thai lớn lên, thì cái đó là cũng nhờ vay mượn mà thôi. Thì đến khi mình lớn ra thì mình cũng vay mượn không khí, ánh sáng, nước, thức ăn. Thì rồi một cái quá trình của mình là đồng hóa và dị hóa, tức là mình vay mượn, mình mượn của trời đất, mình mượn của người, rau này, cơm này, thức ăn mình ăn vào, mình vay mượn rồi mình cái gì mà dùng được á thì mình dùng để mình là tăng tăng chiều cao, tăng sức nặng và có cái năng lượng để mình hoạt động. Cái gì mà không dùng được thì thải ra. Và như vậy đó, cứ mỗi ngày thì mình có những cái tiến trình đồng hóa dị hóa như vậy đó để nuôi cái cơ thể này lớn lên. Thì mình tính cho cùng đó, tất cả chỉ là sự vay mượn mà thôi. Thành ra con người khi mà hình thành đó, quý vị thấy ban đầu thì trong kinh đó, thì nói rằng sự hình thành của một con người đó thì nó phải có đủ ba ba yếu tố, phải không? Ba yếu tố thứ nhất đó, là có phải phải có sự bên phải có cái sự kết của cha, phải có yếu tố là cha, có một yếu tố là mẹ và yếu tố là cái tâm mà đi tục sinh của mình. Thành ra hồi nãy giờ thì mới giải thích cái phần á, là cái phần vật chất thôi, còn cái phần tinh thần á, tức là cái phần tâm thì ở đây từ đâu mà ra, làm sao mà mình có được cái tâm này? Thì tâm là gì? Tâm á, chính là cái trạng thái phi vật chất, hay là tâm á, là cái trạng thái nhận biết, trạng thái ghi nhận đối tượng. Thành ra cái gì mình thấy rằng trong từ trong tiếng Pali đó thì chữ tâm người ta hay dùng những cái từ như là citta hoặc là vijnana hoặc là chữ mana, thì tâm hay ý hay thức. Thì có khi thì phân biệt, người ta phân biệt rằng tâm thì trường hợp như thế này dùng cái nghĩa là chữ tâm là citta, có khi mình dùng chữ vijnana, có khi dùng chữ mana. Nhưng mà trong một bài kinh thì Đức Phật ngài nói rằng á là tâm hay ý hay thức, tức là tâm là citta, ý là mana và thức là vijnana đó, thì nó là đồng nghĩa với nhau, cũng để chỉ cho cái sự cái trạng thái là nhận biết đối tượng mà thôi. Thì cái chữ mana ở đây đó quý vị thấy nó cũng rất, trong chữ mana đó có nghĩa là cái suy tư, mana có nghĩa là suy tư hay là ý thức đó. Thì và tiếng Pali đó, con người có nghĩa là manusa, manusa, manusa tức là một cái chúng sanh mà đã có cái tâm thức được phát triển thì được gọi là con người. Thì cái chữ manusa này á, nó rất là giống với cái chữ man của tiếng Anh. Vậy chữ tiếng Anh mà chỉ con người á cũng cũng là chữ man. Thì mà trong tiếng Pali đó thì chữ manusa nó cũng có nghĩa có gốc của chữ man, mà chữ man này đó nó có nghĩa là suy tư. Bởi vậy cho nên là mình thấy rằng sở dĩ con người đó mà nó khác với những cái loài chúng sanh khác hay là những cái loài vô tình hữu tình khác ở cái chỗ là con người có cái khả năng suy tư nhận biết. Bây giờ mình thấy rằng tâm á, thì nó thay đổi luôn luôn, nó sinh diệt luôn luôn. Và cái tâm trước sinh diệt tích diệt đi đó thì nó là sẽ một phần đó, nó sẽ làm dân làm nhân làm duyên cho những cái tâm sau. Chẳng hạn như trước do mấy phút trước đây mình thấy mình gặp một người, thì khi mình gặp một người đó đó có những cái kỷ niệm với người đó nó khởi lên khiến cho mình nhớ tới cái kỷ niệm xưa. Thành ra cái tâm trước là cái tâm thấy và cái tâm sau đó là cái tâm nhớ. Rồi cái tâm nhớ còn rồi nó dẫn tới người này đã từng làm cho mình buồn á, thì sinh ra cái tâm buồn, rồi sinh ra cái tâm ghét, sinh ra cái tâm giận. Thành ra những cái tâm này nó liên tục, nó sinh diệt và nó làm nhân làm duyên cho nhau. Và cái tâm sau nó đôi lúc nó cũng thừa hưởng được những cái gia tài của cái tâm trước. Thành ra bởi vậy nó có một cái sự tương tục. Và vì có cái sự tương tục này cho nên mình mới có một cái ảo tưởng, mình cho rằng là có một cái tâm duy nhất, một cái linh hồn. Chính cái linh hồn này đó là ở trong cái thân này và nó không có thay đổi. Chính cái linh hồn này á, là nó đi từ kiếp này qua kiếp khác.
Thì trong đạo Ba La Môn á, thì người ta tin rằng cái linh hồn là nó trường tồn, nó bất biến. Và nếu như mà mình có đi tái sanh đó, thì trong đạo Ba La Môn người ta cũng chấp nhận là có tái sanh, có luân hồi. Nhưng mà cái điểm luân hồi tái sanh giữa Ấn Độ giáo hay là Ba La Môn giáo và Phật giáo nó khác nhau ở cái chỗ á. Trong đạo Ba La Môn thì người ta cho rằng linh hồn là trường tồn bất biến, cho nên khi mà mình đi đi tái sanh đó thì cái linh hồn đó nó đi và như là một người thay áo mà thôi, cho nên cái linh hồn của cái tâm của kiếp trước và cái tâm của kiếp sau thì nó không có thay đổi. Còn trong đạo Phật á, thì chủ trương rằng cái tâm của con người thì luôn luôn thay đổi, cho nên ngay trong cái đời sống này tâm thì đã thay đổi rồi thì huống gì mà trong cái đời sống sau mà tâm lại là một được. Thành ra quý vị thấy rằng quan niệm của đạo Phật á, vẫn quan chấp nhận luân hồi tái sanh, con người sở dĩ mà đi tái sanh là do có nghiệp lực, do có cái tâm đi tục sinh. Nhưng mà cái tâm của đi tục sinh này đó nó khác với cái tâm của kiếp trước. Mà vấn đề tế nhị đặt ra ở đây đó, vậy thì á, cái tâm đi tái sanh con người của mình kiếp trước này này với con người của mình kiếp sau đó là một hay là khác? Bởi vì nếu như mà nói là một á, thì là mình nói rằng cũng là một con người thì giống như đạo Ba La Môn. À thì câu hỏi này đặt ra trong kinh Na Tiên Thì Kheo. Một lần là vua Milinda hỏi với đại đức tôn lão tôn giả Na Tiên á, là con người khi mà đi tái sanh rồi đó thì là một hay là khác với con người trước đây, thì ngài mà trả lời á, không không phải một mà cũng không phải khác. Câu tiếng Pali là na cha so na cha anyo, chữ na tức là không, thì na cha, chữ cha là vì hai câu cho nên chữ cha ở đây có nghĩa là và, thì na cha so so tức là một là cái đó và anyo tức là cái khác. Thành ra na cha so na cha anyo tức là không phải cái đó, không phải là một mà cũng không phải là khác. Thì quý vị thấy vì sao mà không phải là một mà vì sao không phải là khác? Bởi vì khi mình nói đó, cái tâm mà kiếp trước, cái tâm của con người kiếp trước đó, và con người kiếp sau mà là một đó, thì mình chấp nhận cái thường kiến cho rằng là chỉ có một cái thân, một cái tâm này kiếp trước rồi kiếp sau này mình sinh ra mà thôi. Nhưng mà đạo Phật đó, thì chủ trương rằng là tâm nó sinh diệt liên tục, ngay trong cái đời sống này cái tâm nó khác rồi thì làm sao mà cái tâm của đời này và đời sau nó là một được, cho nên nó không phải là một. Mà vì sao lại nói không phải là khác? Bởi vì nó có một cái sự tương tục tiếp nối nhau và nó có cái sự tương tục tiếp nối và nó có cái sự ảnh hưởng của cái tâm trước đối với tâm sau. Thật cho nên nó có những cái tưởng, ví dụ như nó có những cái kinh nghiệm chồng chất lên. Ví dụ như mình đã từng học ngoại ngữ ở trong quá khứ rồi, mình đã từng học tiếng Anh rồi. Có thậm chí có người họ học và Pali, quý vị thấy rằng trong Pali kiếp trước họ học rất là giỏi. Ở bên Miền Điện á, có những vị học học tam tạng thuộc lòng, họ học mà coi như từ khi nhỏ họ xuất gia khoảng 4 5 tuổi họ vào chùa đó, thì chỉ có một công việc là học tam tạng thôi. Buổi sáng dậy sớm cho tới khi mà đi ngủ đó là ngày nào cũng học thuộc lòng kinh Pali tam tạng, cho nên khoảng có vị mới khoảng 20 mấy, 30 tuổi thôi là thuộc lòng tam tạng. Mà quý vị biết tam tạng là bao nhiêu bộ sách? Tam tạng mà Pali đó thì hình như là tới một 80 bộ sách, 80 bộ, 80 tập lận. Nên ở Miến Điện có xuất hiện một em bé mới có 2 tuổi thôi, mà khi mà ra đời đó thì nó cứ ngồi, nó cứ đọc những cái bài kệ kệ Pali giống như quý cô mà hay đi học ở bên room Pháp Cú Kinh Chuyên Đề đó, quý cô cứ kề kề kinh vậy đó. Thì em bé này nó lớn lên khoảng 2 3 tuổi nó không được ai dạy cả, mà nó cứ học, nó cứ ngồi, nó kề kinh Pali rất là hay. Thì người ta khi mà người ta thâu ra đó, người ta mới thấy rằng đó là những cái bài kinh ở trong kinh Pali. Thì đó là vì sao? Đây là nó có cái sự ghi nhớ của kiếp trước còn lại. Thành ra cái tâm của mình á, mặc dù nó diệt đi rồi, nhưng mà những cái mà mình đã học được á, thì nó có cái năng lực, nó ghi nó cái năng lực đó đó nó ảnh hưởng tới cái tâm sau. Thành ra cái tâm sau nó truyền cái động lực, cái tâm mà diệt rồi đó nó truyền cái động lực cho cái tâm của sau. Chẳng hạn như khi mà mình những cái ví dụ như là chạy tiếp sức đó, quý vị thấy trong cái cuộc thi mà chạy tiếp sức đó, thì cái người này chạy một đoàn xong rồi đó tới là đồng tay người kia, hai người đồng nhau một cái thì người kia chạy tiếp nhau. Thành ra là mặc dù những cái người này chạy tiếp nhau nhưng mà cái kết quả mà đi về đích đó, là nó phải là cái sự tổng hợp
của tất cả những người trên cái chặng đường đó. Nếu như chặng đường đầu mà người đầu chạy nhanh thì người thứ hai sẽ được cái thừa hưởng cái nhanh tốc độ và cái thời gian của người đó và chạy tiếp, thì cuối cùng thì mới thành công được. Thì cũng như vậy, cái tâm của mình nó sanh diệt liên tục như vậy, nhưng mà nó có một cái động lực và nó có những cái kinh nghiệm. Để vì vậy cho nên nhờ có những cái kinh nghiệm ở trong cái tưởng thì khiến cho mình nhìn ra một cái sự vật, mình nhận ra được trước đây mình đã từng thấy cái computer rồi, cho nên bây giờ mà nói tới computer thôi đó thì mình hình dung trong đầu cái computer ra sao. Còn nếu như mà mình chưa hề thấy cái computer đó thì bây giờ ngay cái chữ computer mình không hiểu, mình không hình dung ra được cái gì. Thì như vậy cái mà cái tưởng của mình mà mình có thể nhận ra, mình ghi nhận được đó, thì chứng tỏ rằng là mặc dù tâm thì nó sinh diệt nhưng mà nó có một cái sự tương tục nhau, tương tục tiếp nối lẫn nhau, cho nên gọi là không phải là khác. Cho nên cái tâm mà khi đi sinh đi tái sanh đó không phải là một mà cũng không phải là khác với cái dòng tâm của dòng tâm thức của cái kiếp trước. Thành ra cái câu hỏi đầu tiên hôm nay đó chỉ là con người là ai, thì con người đó là một cái thực thể mà bao gồm những cái yếu tố tức là trong đó gồm có cái phần vật chất, rồi cái phần tâm và cái phần sinh lực. Thì quý vị thấy rằng cái thức mà đi tái sanh á, thì cái thức đó thường được gọi là cái chữ vinyana, và chữ tục sinh ở đây là pati santi vinyana. Thì cái tâm tục sinh này là nó do cái nghiệp quá khứ của cái chúng sanh đó tạo nên. Cho nên là do chính cái nghiệp quá khứ nó có cái năng lực ở trong cái tâm tục sinh này đó, khiến cho có cái sự khác biệt giữa chúng sanh này của với chúng sanh khác, giữa người này với người khác. Có người sinh ra thì sống rất là đạo đức, rồi có người sinh ra rất là thông minh, học rất là nhanh, rồi họ cũng có cái hiểu biết, họ bớt cái ít tà kiến này, ít tham ái này, ít vô minh này. Thì những cái đó không phải là cái tự nhiên, mà vì những cái đó người này đã từng tu tập, cho nên cái tâm của người này đó, cái dòng tâm thức đó nó đã được tôi luyện, nó được thanh lọc, nó được thanh tịnh dần dần, cho nên cái dòng tâm của người này nó ở cái mức độ cao hơn. Cho nên với cái mức độ tâm mà cao như vậy thì người này sẽ được tái sinh vào cái cảnh giới tương đương với cái tâm thức của mình. Quý vị thấy rằng cái tâm thức ấy, nó sẽ tương đương với cái cảnh giới đó. Cái người đó mà cái tâm của họ mà nó là phàm phu, chỉ là thích ăn, thích ngủ, thích thọ hưởng cái ngũ trần dục lạc thôi đó, thì họ sẽ hướng tới những cái chỗ mà thọ hưởng ngũ trần dục lạc thôi. Ngược lại, cái tâm của cái người mà thanh tịnh và ly dục đó, thì người này sẽ hướng tới những cái cảnh giới thanh tịnh ly dục. Bởi vậy cho nên cái sự khác biệt giữa những cái chúng sanh với nhau đó là do cái khi mà đi tái sanh, thì khi mà do cái thức tái sanh này, cái thức tái sanh này đó, nó sẽ quyết định là cái người này đi sinh vào cái cảnh giới nào, nó tương ứng với cái trình độ, với là cái khuynh hướng của cái tâm thức đó. Thì cái yếu tố thứ đó, đấy là hai yếu tố ha, tức là yếu tố vật chất, yếu tố tinh thần, và còn một yếu tố thứ ba nữa ở đây đó, gọi là sinh lực. Cái sinh lực á, thì sinh lực hay còn gọi là màng căng. Thì bởi vì mình muốn, con người mà muốn sống đó thì phải có một cái sự duy trì sự sống thì mới duy trì liên tục được. Thì trong vi diệu pháp đó thì có nói tới hai loại màng căng hay mà hai loại sinh lực, gọi là nama chivitindriya và rupa chivitindriya. Ở đây chữ nama là mình biết rồi, nama tức là danh, chiva tức là sinh, là đời sống, và indriya tức là cái năng lực. Mà có khi người ta dịch, mình nghe dịch là chữ quyền, còn cái chữ chiva là đời sống thì dịch là chữ màng, cho nên mà quý vị nghe chữ màng quyền. Còn chữ nama tức là danh, nhưng mà khi dùng cái từ danh màng quyền thì quý vị nghe rất là khó hiểu. Nhưng mình dùng cái từ kiểu khác, ta tức là tinh thần, jiva tức là đời sống, tức là sinh ha, và intuya năng lực thì mình dịch lực, tức là mình dịch là sinh lực của tinh thần, và rupa chivitindriya tức là sinh lực của vật chất. Thì hai phần, tức là nó có cái phần sức sống đó, mình gọi sức sống của tâm linh và sức sống của vật chất, của phần thể xác. Thì nó phải có yếu tố sinh cái phần sức sống này đó thì mới có thể. Khi nào mà mình không có còn cái sức sống này nữa đó thì mình chết. Thì cái sức sống này thì nó cái phần nó tham gia hai cái. Cái phần mà sức sống mà về tinh thần đó thì nó thuộc về tâm sở. Tâm sở là màng quyền,
nó thuộc trong những cái tâm gọi là tâm sở biến hành, nó xuất hiện trong tất cả các tâm. Bởi vì mỗi tâm xuất hiện á, thì nó đều phải có cái mạng quyền, cái sức sống này. Còn cái sức sống của vật chất á, thì nó là thuộc về sắc pháp. Thành ra đó, bài học đầu tiên hôm nay đó, thì chị muốn giải thích một yếu tố thôi, tức là con người là ai, ta là ai đây, con người là ai. Thì tóm tắt lại đó, mỗi con người gồm có ba phần: vật chất, tinh thần và sinh lực. Thì khi mà có ba yếu tố này nó phối hợp lại được á, thì là một con người được hiện thời hình thành. Nhưng mà ở đây con người tự tạo nên mình, chứ không có thượng đế nào tự tạo cả, cũng phải do cha mẹ mình tạo nên. Vì sao? Bởi vì khi mà có cha mẹ có gặp nhau, có cưới nhau, có ở với nhau, nhưng mà không có cái tâm, cái nghiệp lực của mình, không có cái tâm, cái thức của mình đi tái sanh, thì không thể tạo nên cái kiếp sống đó. Cho nên là phải có cái tâm tái sanh của mình. Rồi khi đó thì cái sự gặp gỡ của cha mẹ mới có ý nghĩa, mới có thể hình thành nên cái con người. Thành ra con người không phải là do thượng đế tạo nên, cũng không phải là tự nhiên mà tới, nhưng mà khi nó đầy đủ nhân duyên yếu tố đó thành lập đó, thì khi đó nó trở thành, nó mới có sự hình thành của một con người. Thì có lẽ là đến đây cũng vừa đủ thời giờ để dừng lại. Cái đề tài này còn có nhiều cái vấn đề khác, có lẽ tuần tới đó thì sẽ tiếp tục, cũng là những cái vấn đề của kiếp nhân sinh, nhưng mà sẽ giải thích tiếp những cái vấn đề tiếp theo, như là con người từ đâu đến, chết rồi thì đi về đâu, và ý nghĩa của cuộc sống là như thế nào, vân vân. Thì con xin được dừng lại cái phần pháp thoại ở đây, và tiếp theo có lẽ là phần pháp đàm. Thì xin kính thỉnh chư tôn đức cùng kính mời quý Phật tử tham gia cái phần pháp đàm, để mình tìm hiểu là con người là ai, cấu tạo của con người như thế nào, và vân vân và vân vân. Dạ, Bụt Thầy ạ.